Giang hồ đất cảng và dũng mặt sắc bắt tay như thế nào? Kỳ số 5 Dũng cho đàn em đứng ở các đầu đường đối giao nhau, buộc hàng của doanh nghiệp phải qua đó. Nếu chủ hàng không làm luật với Dũng, Dũng cho đàn em quậy tới bến. Sau khi đã trở thành ông trùm giang hồ vùng biên thực thụ thì oai hơn cả đại ca mình đã lật keo bội nghĩa, tự thấy cái sự mafia có thể làm được tất cả, vũ mặt sắc bất chấp những lời cảnh báo hay lụy khó lương và cả chuyện có thể ăn cơm nhà lạnh vương cái vào bạch tuộc về Hải Phong, nơi mà theo Dũng làm thủ tục tạm nhập hàng hóa để tái xuất nước thứ ba dễ như trở bàn tay. Mục tiêu của vũ mặt sắc là dựa vào lực lượng giang hồ có sẵn và mối quan hệ giang hồ của em rể tại đất cảng cộng với tiền để hình thành một quy trình tạm nhập tái xuất hàng lậu khép kín, Dũng muốn thu bộn tiền, còn đàn em thì phục vụ được bàn chút nghĩa, tí tiền để sống, chơi bời. Cán bộ làm công cụ kiếm tiền, VIP là nấc thang để tiền của Dũng trồng cao hơn. Khó chịu với mắt cú của giang hồ, Người thảo tin nói rằng nếu Dũng là một doanh nhân thiệt thụ thì hay biết bao, tên này có cái nhìn ra tiền rất nhanh, nhưng phương pháp để đạt được tiền thì đúng là giang hồ cộm cán nên phải vào khám cũng chẳng là lạ. Điều đáng lưu tâm đó chính là mặc dù trên địa bàn của Hải Phòng có rất nhiều chi cục hải quan làm thủ tục tạm nhập tái xuất, nhưng trong những năm vừa qua, doanh nghiệp của Dũng mặc sắc và em rể hoạt động chỉ chủ yếu làm thủ tục tạm nhập rồi tái xuất ở cửa khẩu hải quan KV3, Cục Hải quan Hải Phòng dũng chỉ làm thủ tục ở đây vì nhiều lý do thứ nhất giang hồ đất cảng đã tìm được phốt của cán bộ để khống chế thứ hai giang hồ và những doanh nghiệp khác làm thủ tục ở đây rất khó nhưng lại phải dễ với hàng của dũng nên càng thuận lợi cho dũng và đàn em thứ ba vip của dũng ở đất mỏ thân quen với vip ở đây nên đã có sự giới thiệu từ trước về tâm lý đã có sự giới thiệu được giang hồ bảo kê lại có tiền thù lao hàng tháng chẳng vì cán bộ nào mà không giúp mà không giúp thì cũng chẳng được lý do chính đáng không bao giờ được giang hồ chấp nhận Thực tế thì thời gian đầu Dũng mặc sát cũng chưa được tin tưởng bị khước từ làm thủ tục nhiều chuyến hàng. Thế thế thì Dũng đưa giang hồ cài cấm vào các chủ hàng làm thủ tục khác, thậm chí ép họ khi làm thủ tục phải cho giang hồ đi theo để giám sát. Thế là bao nhiêu những thủ tục ở đây bị lộ, bị đàn em của Dũng đắm chắc như chân tơ cả tóc khi đã có tài liệu trong tay. Dũng mặc sát dùng đó để khống chế. Người thảo tin thừa nhận biết Dũng và em rể là những tên giang hồ cộm cán bội nghĩa bạc tinh. Họ không muốn hợp tác nhưng không được. Dũng cho đàn đàn em chặn xe tất cả một hàng dài, gây lộn xộn giao thông. Ai vào làm thủ tục hải quan đều bị đàn em của Dũng Bảo đi nơi khác làm. Cán bộ này đều quan liêu hết dịch lắm. Người nào cố tình vào, bị đàn em của Dũng đứng chặn ngay trước mặt không đi được. Tóm lại thì mắt cú của giang hồ thật lợi hại và thường đi trước một bước nên chúng khống chế cán bộ hải quan thật đơn giản. Từ điếc, một giang hồ cũng dính dáng ít nhiều đến doanh nghiệp xuất khẩu hàng tạm hàng nhập, tái xuất. Cùng thời với Dũng Mặt Sắc cho biết, anh em nhà dũng thì hành động nhanh gọn dùng nhiều tiên để chết người không được thì dùng thịt để chết người chúng xuống tay tàn độc nên không ai muốn hợp tác trừ những trường hợp bất đắc dĩ dân hồ đất cảng chỉ làm giá không được thì làm kiểu khác chứ không có kiểu triệt hạ trừ trường hợp phát hiện ra đối phương chuẩn bị hoặc ra tay trước thì đối phó tàn độc ngay nhưng Dũng thì khác, chúng kiếm tiền bằng mọi giá, bắt làng em nhập vai, tạo ra các cơ hội để cán bộ vi phạm, rồi dùng chính phốt ấy để khống chế họ. Sự trắng trợn này của Dũng không được bền, Dũng đã vô khám cùng với đại ca trước thời hạn, mà giang hồ dự tính khá nhiều. Theo tư điết thì những người đi làm thủ tục xuất hàng ở Hải quan Hải Phòng, phần lớn là các cán bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, họ làm theo chỉ đạo của sếp chứ có phải hàng của họ đâu. Họ phải bỏ công sức ra mới kiếm được đồng tiền để lo lắng cho gia đình, thế mà Dũng cho đàn em quậy quọ. Làm họ mất hết việc làm, làm mất hết miếng cơm, mạnh áo, Dũng quá hợm nên mới phải mua xe chống đàn để đi vì sợ giang hồ trả thù, bắn tỉa, ăn chặn trắng trợn. Khi đã khống chế được một số cán bộ hải quan dưới nhiều hình thức thì Dũng tuyên bố đầy tự tin rằng doanh nghiệp cá nhân nào muốn xuất nhập hàng lậu vào Việt Nam, tái xuất đi nước thứ ba đến gặp Dũng là an toàn, hiệu quả nhất. Nếu Dũng phát hiện doanh nghiệp dám đi đêm với cán bộ hải quan để qua mặt Dũng thì chủ hàng cứ bình tĩnh nhận những hậu quả không thể lường trước được. Dũng cho đàn em đứng ở các đầu đường nối giao nhau, buộc hàng của doanh nghiệp phải qua đó. Nếu chủ hàng không làm luật với Dũng, Dũng cho đàn em quậy tới bến để hàng của chủ, hàng đó không còn nguyên vẹn, báo cơ quan chức năng kiểm tra. Rồi khi vào đến cửa khu làm thủ tục thì sẽ có người gây khó khăn, xảy ra chuyện bất ngờ không thể làm thủ tục được. Dũng còn trắng trợn đến mức xe đàn em vứt hàng cấm, hàng lậu vào hàng của chủ hàng không qua tay Dũng. Báo cơ quan bảo vệ pháp luật kiểm tra và bắt hàng. Người tạo tin nhận định, những kiểu hàng tạm nhập tái xuất nếu có tin báo kiểm tra thì thường bị ách lại. Vì có nhiều vấn đề, nhiều chủ hàng đã bỏ hàng để chạy lấy người khi lô hàng tạm nhập tái xuất ấy có vấn đề thực khi cơ quan chức năng kiểm tra. Còn hàng xuất trực tiếp của doanh nghiệp đi nước ngoài bình thường thì Dũng có nổ đến mấy cũng không làm gì họ được. Dũng trắng trận đòi bảo kê hàng lậu, hàng tạm nhập tái xuất vì Dũng thám được rằng những lô hàng tạm nhập tái xuất và hàng lậu mới có vấn đề. Để ăn chặn tiền của doanh nghiệp một cách trắng trợn bà lại có gì đó hợp pháp theo suy nghĩ của Giang Hồ, Dũng cho thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng. Đàn em của Dũng là nhân viên công ty, ngoài ra để hoạt động ăn chặn được thường xuyên và thông thương thì Dũng bắt tay với một cán bộ hải quan thải hồi. Trả lương cao cho người này để người này chỉ việc ngồi rồi chỉ điểm và vạch lỗi của hải quan để Dũng hành họ. Từ đó thì Dũng lùa hết các doanh nghiệp tạm nhập tái xuất phải qua các chi nhánh công ty làm thủ tục bảo lãnh đóng phí. Sau đó thì chỉ cần một đàn em của Dũng hoặc là một cú điện thoại là hàng của chủ đã đóng phí làm thủ tục bảo lãnh được thông thương. Dũng đã sử dụng nhân viên hải quan như là công cụ để kiếm bộn tiền cho mình. Buôn lậu ô tô theo đường tạm nhập tái xuất. Theo đàn em của Dũng mặt sát thì Dũng luôn mơ ước thành ông trùm buôn lậu ô tô, nhất là xe siêu sang, đã sống trên núi tiền nhưng Dũng vẫn thích phải sống trên cả một xưởng xe ô tô siêu sang, thế là một công ty mới được thành lập chỉ phục vụ cho mục đích nhập lậu xe siêu sang. Đàn em của Dũng thừa nhận cái xe ô tô chống đạn của Dũng cũng là xe nhập lậu, là xe trong công hàng tạm nhập tái xuất một số phụ kiện khác thì trên phà qua cửa khẩu lục trắng và móng cái. Nhiều siêu xe khác của Dũng cũng về móng cái qua cửa khẩu này. Theo người thạo tin thừa nhận, thì Dũng sử dụng đồng tiền rất đúng mục đích. Tại đất mỏ thì Dũng đưa VIP vào ma trận của mình để đạt mục đích. Tại đất cảng, ngoài tiền, chúng còn dùng giang hồ để đối phó. Tất cả những siêu xe, xe ô tô nhập lậu đến cả trăm chiếc mà cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ ấy là hàng nhập lậu, nó ở trên phà, được thủ bằng vải bạc, che mưa, che nắng. Rồi qua cửa khẩu lục trắng, lượng lời trên sông, vào bóng cái về đỉnh kho của Dũng. Thực chất thì những lô hàng ô tô lậu của Dũng vẫn có tỷ vết, nhưng được cán bộ công ty Nguyên là cán bộ hải quan bị sa thải phù phép. Tên người làm công ăn lương của Dũng đã chỉ đạo cán bộ hải quan bỏ qua các lỗi, thực chất là làm sai quy trình thủ tục hải quan đối với các lô hàng nhập lậu. Hàng hóa tạm nhập tái xuất gửi cho kho ngoại quan phải được niêm phong kẹp trì tại kho quan ngoại à, trước khi làm thủ tục tái xuất. Đối với những lô hàng nhập lậu của Dũng Mặt Sắc, mặc dù đã khai báo là hàng gửi kho ngoại quan, nhưng vẫn được niêm phong kẹp chì ngay tại bãi cảng, rồi được nhân viên thi hành nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ sau. Vì thế, thì những siêu xe do doanh nghiệp của Dũng làm thủ tục tạm nhập tái xuất bị phát hiện cũng là những lô xe ô tô phạm nhập tái xuất lậu. Số xe này đã được tân trang lại tình trạng kỹ thuật cũng như hồ sơ pháp lý từ nước ngoài trước khi được nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức là tạm nhập rồi tái xuất lậu đi nước thứ ba qua khu vực thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.